Hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình là Tụ Tử Đường Phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game Hải Tạo Đại Chiến nhé, mình đây Tụ Tử Đường Phố đây các bạn ạ. Ok, quay lại clip này, cho các bạn video thì cho anh em xem video về quyền like, share, đăng ký kênh như đừng khấu phải mình người rất nhiều. Đấy, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đi săn code hốt sự kiện anh em. Ngoài ra mình sẽ chỉ anh em cách hốt được nhiều quà sự kiện và làm sao có thể nhận được săn được quà khủng xe vào mới anh em nhá. Đó, lâu lắm rồi mình không đi test nhân phẩm xe mới, hôm nay thì cũng buổi sáng khá là rảnh anh em, chúng ta sẽ cùng nhau đi test nhân phẩm ở xe mới anh em, nhất là đang trong sự kiện tặng quà Valentine có đen ngon khủng khiếp như thế này anh em, không tội gì không đi săn. Ngoài ra thì hôm nay cũng mùng 4 rồi đấy, người ta bảo là test test mùng 1 test một test cha, 2 test mẹ, 3 test thầy, mùng 4 thì test bạn bè, còn mùng còn test anh em tranh thủ đi chơi. Đã có lịch trình đâu chơi chưa? Đó, đi phượt đi phía thì chưa? Đi thì nhớ đảm bảo sức khỏe an toàn anh em nhé trong mùa dịch này. Ok, giờ thì mình đang cày ấm con Axiom mới, thì mình đang cày để chuẩn bị nhập code rồi bắt đầu hốt quà khủng các kiểu anh em. Về code thì mình cũng nói qua, mình có làm video tổng hợp về code rồi nên chắc mình cũng không phải làm lại nữa anh em. Bạn nào chưa xem thì có xem lại video cũ. Còn đâu về quà Valentine thì anh em xem lại video tối hôm qua. Đó, cách nhận quà Valentine. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua sự kiện hốt quà hiện giờ của bên game anh em, xem tình hình nó như thế nào nhớ nhá. Ok, ngoài ra đầu tiên thì chúng ta kiểm tra xem nào, anh em đã săn được đủ chưa? 4m6 à, các bạn cố gắng nhá, cùng nhau chung tay săn nào anh em ơi. Cố gắng sắp đủ 5m rồi này. Để cùng nhau săn mà để mà nhận quà thôi các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi hái lộc nào. Hái lộc. Chữ mừng nữa à. Lại là chữ mới 2021 rồi nào. Cho một phát 2021 rồi nào. Chữ mới tiếp anh em. Đấy, toàn mừng mới cả mới thôi. Đen đấy nhờ, mừng với cả mới nhiều thế, trên trúc mới chưa làm lại không có anh em, 2021 không có, mãi chưa đổi được, cay thế nhờ, hơi bị cay à nha. Nước qua vậy thôi anh em, giờ mình sẽ về cái con nào để phần nhập cốt mình sẽ quay anh em xem nhá. Ok, đã xong nha anh em nhá, giờ mình sẽ chỉ anh em cách hốt quà này. Bây giờ các bạn tận dụng hai thứ nhá, đầu tiên là code gift code mừng năm mới anh em, 7 bao lì xì, và code mới được tặng gần đây nhất là sự kiện quà Valentine anh em nhá. Khi các bạn gom hai sự kiện này thì các bạn sẽ hốt được một số lượng quà vô cùng khủng khiếp. Thứ nhất là 30 thùng bia này các bạn này. Đó, 30 thùng bia, 22 cái dương bao lì xì anh em. Một dương bao lì xì thì các bạn biết rồi. Đó, khỏi phải nói đúng không? Đấy, dương bao lì xì chắc không phải quảng cáo đâu, anh em cũng biết là dương bao lì xì có cái gì rồi. Mát phê luôn. Đó, hôm nay thì mình sẽ đi test nhân phẩm của các bạn luôn. Cái này thì các bạn mở ra Luffy này, mình chưa mở ra tướng nào anh em, tướng của anh giờ hôm nay sẽ cố gắng. Nếu như mà không ra mình sẽ gắng đập 5-7 hàng để xem là liệu có ra được không anh em. Ôi, được của nó anh em, được một cái, rồi ngon. Ok, tiếp theo thì đó là cái này thì mình thấy mở các bạn. Cái này mình, vì sao mình nói là hướng dẫn các bạn cách kiếm thì mình khuyên này, anh em nên mở 5 dương 1, tỷ lệ ra rất là ngon. Đây, đó, quà thì rất là ngon, được 600 thùng bia và 100 ca kim cương, chưa kể các quà cáp phía ngoài nên anh em rất là nhiều quà khủng luôn. Đó thì mỗi lần các bạn nên mở từ 5 dương thôi. Đó nên là mỗi lần mở 5 dương. Đấy, biết đâu ăn được quà khủng. Hôm qua mình mở được 100 thùng bia anh em. Đó, chưa mở được hơn nhưng mà ít nhất là cũng đã mở được 100 thùng bia rồi các bạn. Xem nào, phát độ nhân phẩm coi. 5 thùng bia, 5 mi không thương rồi. Ô, được 10 thùng bia anh em. Được, con nàng đầu tiên nghe chừng cũng được được 3K6 kim cương nữa kìa. Uầy, được hai cái à, ừ cái này đúng rồi. Được 52 thùng bia anh em. Giờ trước tiên mình sẽ đi chiêu mộ đây. Đấy, test nhân phẩm đâu là chiêu mộ đấy các bạn. Từng con nàng một. Để xem này độ nhân phẩm tới đâu anh em. X1, X2, X3, X10. Phanh khi à. 1 2 3 4 X10. Úi trời, Fury Taro anh em. Cay thế nhờ, ra Fury tầm này. Ê, ra Fury này không vui rồi. Cố lên nào. X1 phát nữa. Rồi, X10. 60 thùng thì mới nhận được cái gáy. Ui, hơi cay nhỉ, nhờ con nàng này có vẻ không ngon lắm rồi. Không sao, không ngon, mình đập tiếp con nàng nữa anh em. Nói chung mẹ rảnh mà, hôm nay sẽ đi test nhân phẩm bằng mọi giá các bạn.
Hôm nay mong mọi giá là phải đi kiếm được tướng xịn để chơi. Ok, giờ thì sẽ mở thử nào. Ui, ra Usopp luôn, ngon. Ui, Hancock à, mình ra tưởng được Luffy NV anh em. Hoặc là đúng, quên. Luffy PM các bạn. Nhận phát nữa, rồi, ok. X10 phát nữa nào, Phanh Kê. 60 thùng bia rồi anh em. Ngon lành, 60 thùng bia rồi. 60 thùng bia rồi, ra tướng gì đây? Ui trời, Jinbe không ăn thua anh em, con nào này có vẻ không ăn thua rồi. Ok, đấy là tiếp theo đi. Ok, quà nào tiếp theo nhá. Đăng xuất nào. Tài khoản, ok. Hạc này sẽ ghi gì đây? Ghi gì đây nhỉ? 210 đi. Đấy, ghi gì đây? 21 đó. Ghi gì đây? 21 à, còn gmail.com anh em. Ok nha. .com rồi. Ok, mình sẽ cài tiếp. Đấy, khi nhập code xong mình sẽ quay anh em xem. Ok, tiếp tục độ nhân phẩm tiếp một con nạc tiếp theo là anh em nào. Đấy, tiếp tục chúng ta độ nhân phẩm tiếp xem này, liệu có săn ra được cái gì và cái nó được ra gì này nó không anh em. À quên, mình quên như thoát ra vào lại anh em, để mình thoát ra vào lại nhận nốt quà Valentine đấy anh em. Ok, giờ thì đủ rồi anh em. Đây, ra được quà Valentine các kiểu anh em, là chỉ quà Valentine thôi. Giờ ngon nhất game cũng chỉ có quà này thôi anh em. Đó, duy nhất chỉ cũng chỉ có món quà này thôi. Giờ thì chúng ta sẽ dùng 5 quà một anh em. Đó, để xem là liệu có độ nhân phẩm ra được không. Chứ nhìn thấy đồ nó quảng cáo thì ghê quá các bạn. Nhìn quảng cáo thì sợ luôn anh em. Từ hôm qua giờ bắt là độ nhân phẩm ra chưa? Thì comment dưới video mình biết coi là đã bắt là độ nhân phẩm ra chưa? 22 dương bao lì xì để xem ra được bao nhiêu thùng bia anh em nhá. Đây, quà đây anh em. Đấy, Chopper, Cà Rốt, đấy, Luffy NV, đấy, Luffy PM, Roro, Usopp, Sanji, rồi Doflamingo anh em. Ôi trời ơi, quá trời quà luôn. Đấy, nhưng mà để xem dùng hết cái đống quà này chúng ta được cái gì đó các bạn. Đấy, toàn ra rác là nhiều đấy anh em. Không phải nói chứ ít nhiều hay độ nhân phẩm cho người ta một phát chứ. Mất công quảng cáo thì quà tặng thì nhận như đúng rồi mà. Ô đây 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 rồi, đây rồi. Đấy rồi, được một phát rồi anh em. Rồi, được một phát rồi. Mở bên này trước, mở bên này trước. Làm trước hai cái đi. Dùng nào. Lại bị lỗi rồi. Sao có lại lag thế nhỉ? Ok, sao mà lag. Ui, 5 thùng bia anh em, ngon. Ngọt, 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 ngọt. Dùng nào. Ra được cái gì nào. Ui, đèn thế nhờ. Ui giời. Bây giờ ra được nhiều thùng bia không anh em? Mong chứ là mong ra được nhiều thùng bia thôi. Một lần này. Dùng. Ui, 15 thùng bia anh em, ngon. Lần này có vẻ ngọt hơn lần này đấy. Dẫu biết rằng nó cũng không được bao nhiêu nhưng mà ít nhất là nhìn thấy thùng bia là thấy vui rồi anh em. Ui 10 thùng bia. Ui. Ui ui, con nàng này có vẻ được đấy anh em này, con nàng này có vẻ độ nữ nhân phẩm này các bạn này. Được 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 của nó đấy. Giờ ra phát 100 thùng bia nữa là đỉnh luôn. Không ra được các bạn. 20 thùng bia nữa, được không? Không ra nổi luôn anh em. Được đúng 60 thùng bia nhưng mà cũng được rồi anh em. Tầm này 60 thùng bia là quá đỉnh rồi đâu nữa. X1. X1. X10. Chopper à. Ui nhưng mà được của nó anh em, con này được, con này thấy độ nhân phẩm của nó là có vẻ cao đấy anh em. Đó là cách mở thì để kiếm được quà thôi, chỉ đơn giản thôi. Anh em đừng có mở hết, nhiều bạn nó xúc phát một nó bay màu. Ba game á, bất kể game nào thấy anh em mở quà nhân phẩm các bạn nên nhớ. Các bạn ngồi rảnh như mình nghĩ các bạn mình nhớ mở một lần nhưng mà hai xong lên ba, ba về một.
kiểu như vậy á, tỷ lệ nó ra cao cực. Anh em có thử nhớ đi, nhớ cứ phải nhớ đi, nhớ rồi mới thấy. Bất kể game nào mình thấy đều vậy à, anh em có thử nhớ đi sẽ thấy à, nhớ là khả năng ra tướng rất là cao luôn. Có hơn là anh em đập tay nữa, các bạn cứ vào pop phát như đây 60 lần pop phát là bay màu à, không thấy gì vậy, nhưng mà nhớ khả năng vẫn ra cao hơn. Đây ví dụ mình đây, nhớ 60 thùng bia mà không ra gì đây các bạn này. Cái là do nhân phẩm của server mới à, vẫn ra hoặc về đây, anh em đùa đâu, mình tưởng lại không ra được một S không, mà điên quá. Nói vậy thôi chứ mình tự tin với 60 thùng bia đảm bảo ra được một S mà ở server mới anh em. Đây là bác nào nhỏ lắm luôn đấy, có đó bác nào mà hên hên có khi toàn 3 tướng luôn. Với cách nhử của mình, các bạn rút X1 bằng 2 phát hoặc 1 phát tùy các bạn. Xong bắt đầu anh em lại bồi X10 vào, kiểu gì thì kiểu ra, bao trăm chẳng. Đảm bảo với các bạn luôn, đấy. Ok, giờ thì đi test nhân phẩm nào. Aokichi. Ra ai đây, ra ai đây. Hợp. Ui, cà rốt anh em ngon. Ui, thanh niên lù đấy anh em này. Đỉnh, 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 đỉnh. Đỉnh của chóp anh em. Đỉnh của chóp, đỉnh của chóp, đỉnh của chóp. Ủa, chấm 5 thùng bia nữa thôi là full 80 thùng rồi. Ngon, con này tính ra ngon anh em. Mát ngon luôn. Hạc này giờ là có đủ rồi anh em. Sanji đâu? Luffy NV, Luffy PM. Đấy, các thứ kiểu, ui, ngon. Ngon đấy nhờ. Nhìn ra con này ngon anh em, con này được của nó đấy các bạn. Đùa đâu, đừng đùa với chúng tôi. Một nào. Giờ 5 thùng bia nữa à. Cái nhà kia giờ 5 thùng bia con này giờ ta. Sự kiện xem nào. Sông hoa anh đào 1k3, 1k3 thì được 4 thùng. Ô, thế thì ngon anh em, đủ rồi. Ui. Trời ơi, thế là đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cửa hàng. Đấy, chỉ cho anh em mẹo săn được 600 thùng bia như các kiểu. Ê, xuyên 600 thùng bia thì gọi là tiêu đề thôi chứ đâu. Khả năng ra thì rất là thấp, nhưng mà các bạn cứ test thử cái kiểu X5 như mình á. Cứ test thử đi, bồi đi sẽ thấy. Ui, khả năng ra được đồ ngon vẫn cao hơn là anh em ấy. Nhưng nói chung game này vẫn nhân phẩm nhiều quá các bạn. Mà bác nào mà không, đã không có nhân phẩm thì thôi đừng có test, mà không lại khóc than. 10 phát cuối nào. X10. Rồi, ra Luffy anh em. Rồi, ok. Hốt quà, ui chẳng lắm quà ấy nhờ. Ngoan, lại ngoan rồi anh em. Xem nào ra tướng gì cuối đây. Tướng này là tướng gì đây. Ra nào. Ui Hàn Quốc anh em. Ok, nói chung thì vô sơ sơ thế thôi anh em. Clip này chắc mình cũng xem hết luôn thôi. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye, chúc anh em xem video về. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye.